Đây là một trò chơi sinh tồn quy mô toàn thành phố. Nó đáng sợ và siêu to khổng lồ hơn trò chơi con mực nhiều lần. Nhưng nó lại cực kỳ khốn nạn bởi chả có đồng tiền thưởng nào cả, mà cả thành phố triệu dân đều phải tham gia. Tham gia rồi thì chơi toàn chết, mà sợ quá bỏ cuộc cũng bị laser trên trời tự động bắn chết luôn. Cứ mỗi đêm lại có hàng trăm ngàn người bỏ mạng. Bộ phim ra mắt năm 2020 đã làm mưa làm gió trên khắp các nền tảng, trở thành niềm cảm hứng để tạo ra phim trò chơi con mực sau này. Phải nhắc lại rằng đây là phiên bản gốc nổi đình nổi đám. Nếu không xem hết e rằng thật quá đáng tiếc cho một đời người. Nào cùng vua phim theo dõi bộ phim cực hay này nhé. Nam chính Alice vốn là một thanh niên nghiện trò chơi điện tử, được mỗi cái chơi game nào cũng giỏi như chim sẻ đi nắng vậy. Chỉ mỗi điều ham chơi nên bị bố tống cổ khỏi nhà. Còn anh bạn thân Xuân tóc đỏ thì chỉ thích chơi gái, nhưng ăn gái của sếp nên cũng bị đuổi việc luôn. Riêng anh bạn Chota thì chuẩn men là một thanh niên nghiêm túc, nhưng lương thấp quá nên cũng nghỉ làm. Ba thằng bạn đang chán đời cứ thế lại tìm đến nhau, nhưng gặp nhau vui quá chạy qua đường khiến xe cộ gây tai nạn. Cảnh sát ra đuổi theo nên ba thằng bỏ chạy, trốn vội vào nhà vệ sinh công cộng dưới ga tàu. Không ngờ đột nhiên căn phòng bỗng dưng điện tắt, ba thanh niên lúc sau lò dò bước ra ngoài, kỳ lạ thay bên ngoài yên tĩnh đến mức đáng sợ. Vừa vài giây trước ở đây còn cả ngàn người mà bây giờ không còn ai cả, đường phố đông đúc giờ cũng không còn một mống người. Đúng là biến mất còn nhanh hơn cả lương tháng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thì cũng làm ba thanh niên sợ đến tụt quần rồi. Thành phố Tokyo 20 triệu dân cứ thế biến mất không một dấu vết. Những bát mì xào thậm chí vẫn còn đang nóng hổi, điếu thuốc trên bàn còn đang hút dở dang. Cứ như Thanos vừa mới búng tay ở đây vậy, ba người chạy đi đường phố khắp nơi cũng chẳng còn thấy một ai nữa. Bởi vì thành phố Tokyo này đã được chuẩn bị cho một trò chơi sinh tồn khắc nghiệt nhất thế giới, mà ba người bạn này còn chưa biết gì. Đột nhiên màn hình phía sau bật sáng, thông báo rằng chúc mừng bạn đã được tham gia trò chơi. Ba người bạn chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, mà cứ thế theo mũi tên đến tòa nhà để chơi. Rồi lại theo hướng dẫn mỗi người lấy một chiếc điện thoại, nó không có tính năng gì, mà đột nhiên đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Cả ba còn đang ngơ ngác thì một cô gái bước vào, cô không nói gì mà ném thử chiếc thẻ ra, lập tức nó bị laser đục thủng một lỗ. Có nghĩa là họ đã không còn đường lùi, trò chơi này chỉ có vào chứ không có ra. Một nữ sinh khác cũng hồn nhiên bước vào. Điện thoại thông báo độ khó ở vòng này là số 3, luật chơi cũng được thông báo, trong thời gian giới hạn phải thoát được khỏi tòa nhà. Vòng đầu tiên có thời gian 2 phút, phía bên kia là hai cánh cửa, chọn đúng cửa thì sống mà chọn sai thì chết. Tỷ lệ sống tương tự cầu kính ở trò chơi con mực, lúc đầu mọi người còn chỉ nghĩ là một trò chơi bình thường. Bất ngờ thấy khói phụt lên khỏi sàn nhà mới bắt đầu hoảng sợ, mà thời gian chỉ còn có 20 giây, nếu không chọn nhanh thì sẽ chết hết. Em nữ sinh vội vàng chọn cánh cửa sinh, ngay lập tức bị một tia laser bắn thủng sọ chết ngắc. Ba thanh niên lúc này mới biết đây thực sự là trò chơi sinh tử rồi. Họ vội vàng chạy vào cửa tử trước khi căn phòng bị thiêu cháy rụi, mà vừa sang phòng 2 thì thời gian lại đếm ngược luôn. Cứ mỗi phòng lại giảm thời gian đi một chút, bây giờ có sợ hãi cũng chả làm được gì, chắc chắn phải có người hy sinh lao lên mở cửa. Mà thanh niên nghiêm túc thì sợ vãi mật ra rồi, nhưng cô gái này cứ nhất định đùn đẩy, cứ chần chừ thế này thì cả bốn người sẽ chết cháy. Alice vì bạn bè quyết định xông lên chọn cửa tử, sống hay chết cũng chỉ sau cái tay nắm cửa này. Nhưng vì sợ hãi quỳ sụp xuống đất, Xuân tóc đỏ nói rằng tôi mở cửa này cửa sau sẽ đến lượt cô. Rồi liều mình lao vào cửa sinh mà không sao cả, mọi người thấy vậy nhanh chóng lao theo, mà thời gian bên này lại rút đi thêm 10 giây nữa. Đến lượt cô rồi đó, đến mở đi nha. Nhưng cô bạn gái này nhất định không dám mở, tình thế nguy cấp chính là lúc cần chim sẻ đi nắng ra tay. Mà thời gian cũng chỉ còn 30 giây cuối. Đột nhiên cậu nhớ tới cách bố trí xe đỗ ngoài cửa, nên suy luận ra rằng phải chọn cửa tử. Quả nhiên đó là đáp án chính xác rồi. Bởi chiếc xe BMW có chiều dài 5m, có nghĩa tòa nhà này có 20m chiều dài. Căn phòng này chính xác dài 6m, mà chim sẻ cũng nhớ lại bản đồ thang máy tòa nhà. Anh nhanh chóng tính ra tòa nhà này sẽ có 9 phòng. Alice vẽ lại chính xác hai phòng họ vừa thoát khỏi, dùng phép ngoại suy anh tính ra được đường đi tiếp theo. Tưởng thế nào chứ game thế này thì lại dễ, theo hình vẽ thì cửa tiếp theo vẫn là cửa tử, nhưng mọi chuyện cứ thế thuận lợi được chăng? Quả nhiên căn phòng tiếp theo đã không hề có cửa, chắc chắn anh đã bỏ sót ở khâu tính toán nào rồi. Lập tức anh lấy bản đồ ra vẽ lại, rồi tính toán lại các phòng ở trong đầu, nhưng vẫn không ra kết quả gì cả. Đột nhiên anh nhớ lại bạn Chota có quay lại video phòng đầu. Qua video căn phòng nữ sinh chết cũng không có cửa, tức là vẫn còn một căn phòng nhỏ được giấu đi. Quả nhiên tính toán của anh đã chính xác, mà căn phòng cuối này lại chỉ có 10 giây. Theo lời Alice, mọi người vội chạy ra theo cửa tử. Thế là cuối cùng cũng thoát khỏi được vòng chơi đầu, điện thoại cũng thông báo chúc mừng bạn đã chiến thắng, và phần thưởng là một quân bài 3 tép, đó chính là visa để sống tiếp 3 ngày. Vừa hay lúc này một ông chú bước đến, chú nói rằng visa của chú hôm nay là hết hạn rồi. Vừa dứt câu thì laser bắn thủng đầu chết tươi tại chỗ, tức là dù bạn có ở đâu cũng sẽ không thoát khỏi trò chơi này. Nếu không muốn chết thì chỉ có nước phải chơi tới bến. Hôm nay gần 1 triệu người hết hạn visa. Và cái kết là thủng não hết cả một lượt. Ngày hôm sau Alice muốn lấy xe đi khỏi thành phố, nhưng tất cả máy móc thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa. Chỉ những đồ dùng không có bản mạnh điện tử thì mới hoạt động. Chắc chắn là có kẻ nào đó đã thiết kế ra trò chơi này. Với quy mô ở mức độ quốc gia siêu to khổng lồ, Alice rất muốn tìm ra cách để phá bỏ trò chơi.
trước khi nó giết chết tất cả mọi người. Đêm hôm sau thì vòng chơi thứ hai cũng được khởi động, ở vòng này lại có thêm khá nhiều người, Usagi bưởi to cũng đã đến tham gia. Cô gái xương ngực này vốn dĩ là một vận động viên leo núi, và hai thanh niên nhà mình cũng đã đến nơi để kiếm thêm lá bài kéo dài mạng sống. Tổng cộng ở đây có tới 13 người lận, độ khó vòng này đã tăng lên thành 5 bích. Chất của các lá bài cũng nói lên thể loại trò chơi. Test là đấu nhóm, Zo là đấu trí, bích là đấu thể lực, còn chất cơ là cái phiền phức nhất, đó là phải chơi trò phản bội với nhau. Mà số càng cao thì độ khó càng lớn. Trò chơi vòng 2 là chạy trốn khỏi quỷ, vừa chạy trốn vừa phải tìm được căn phòng có 2 nút ấn. Sau 20 phút mà chưa ấn được nút thì bom bên dưới tòa nhà sẽ phát nổ, mà căn chung cư này nó lại bị ít phòng lắm cơ. Anh dâu kém đi cùng hai người này đã từng phá đảo tới 5 lần, mọi người nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị đồng hồ đếm ngược, rồi thời gian lúc này cũng được bắt đầu, tất cả hồi hộp không biết con quỷ sẽ xuất hiện ở đâu nữa. Nhưng thời gian cấp bách nên cứ phải chia nhau ra tìm, rồi đột nhiên một tiếng súng vang lên, và xác người bị bắn được ném tới. Hóa ra quỷ ở đây đơn giản là những kẻ cầm súng săn người, khiến anh em bỏ chạy thục mạng không còn biết trời đất gì nữa. Giờ mà đánh giấm to là chết mắc luôn, hai người bạn bên này thì vất vả kiếm mạng, trong khi cô gái ở nhà lại lên cơn lốn nừng. Thật đúng là một thanh niên số hưởng, phía bên này dâu kẽn cũng đã hy sinh rồi, ông chú sợ hãi chạy ra ngoài liền bị laser bắn chết. Cứ thế từng người bỏ mạng, vào tình thế nguy cấp cái đầu của chim sẻ đi nắng lại được phát huy. Anh suy luận nếu nó đeo cái mặt nạ to tổ bố, vậy sẽ bị che khuất tầm nhìn rất nhiều. Đây chính là cơ hội để họ chiến thắng. Alice hét lên mọi người hãy báo vị trí của quỷ cho nhau. Nhờ vậy thuận lợi phối hợp dễ dàng tìm kiếm. Thời gian lúc này cũng chỉ còn 8 phút và 7 người còn lại. Mà đám quỷ vẫn cứ xả đạn liên hồi, nhưng trốn chạy mãi cũng không phải là cách. Anh đầu chọc đề nghị đánh lại vì dù sao hắn cũng chỉ là người. Cô gái nói rằng còn 2 tầng dưới cùng chưa tìm kiếm, rồi cứ thế nhảy xuống gọn gàng, mà thời gian lúc này cũng chỉ còn lại 5 phút, các căn phòng thì lại quá nhiều, phía bên này một thanh niên ra làm mồi nhử, nhưng tiếc rằng anh đã bị bắn chết rồi. Xuân tóc đỏ táng hắn một cái, không ngờ tên này còn khỏe hơn cả Châu, mà võ thuật cũng thuộc hàng đỉnh. Xuân tóc đỏ lợi dụng lúc hắn sơ hở đâm trộm nhiều nhát vào lưng, thế mà thằng này vẫn cầm dao tấn công như điên dại. Chả biết thằng quỷ này ăn gì mà khỏe thế cơ chứ. Phía bên này đột nhiên nam chính nghĩ ra, có một cánh cửa mà tên quỷ luôn luôn bảo vệ. Vậy thì đó chính là cánh cửa đó rồi. Quả nhiên thanh niên áo trắng cũng suy luận được và tiến đến. Trò chơi lúc này chỉ còn 3 phút mà thôi, hai người cứ thế bước vào để tìm nút ấn, mà không biết rằng có thêm một con quỷ phía sau bất thình lình xả đạn, áo trắng kích điện hắn được một cái, nhưng nó bắn trả khiến áo trắng chạy bố ra ngoài, trong khi chim sẻ đi nắng ở phía trong thì không thể ấn đồng thời hai nút. Anh vội vàng gọi ai đó tới hỗ trợ mình, mà bên này tên mặt quỷ vẫn còn dai sức quá, thằng quỷ thứ hai cũng phá cửa xông ra rồi. Thời gian bom nổ cũng chỉ còn 1 phút, Alice lúc này lao ra tóm được bụng của con quỷ thứ hai vật lộn với hắn. Vừa hay lúc này ngực to cũng tới nơi, kịp thời kích điện ngất tên quỷ, rồi cả hai ấn nút vào cái dây cuối cùng. Điện thoại lập tức chúc mừng bạn đã phá đảo, mà tên quỷ thứ hai tỉnh dậy hóa ra là bà cô, trên cổ còn đeo một vòng phát nổ tung não. Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là thành phần bị ép tham gia trò chơi, mà kẻ thua cuộc thì sẽ mất mạng. Xuân tóc đỏ lấy ra bộ đàm của hắn, trên đó nói rằng hãy trở lại bãi biển ngay, vòng chơi thứ hai kết thúc với quá nhiều vết sơn đỏ. Áo trắng lấy trong túi của kẻ đã chết một hình vẽ kỳ lạ, mà hôm nay cũng là ngày hết hạn visa của cô gái rồi. Hai thanh niên lúc này cũng trở về sau trận thắng, báo rằng họ cần đến bãi biển để tìm manh mối kia, nhưng trước mắt phải thắng vòng chơi hôm nay để gia hạn visa cho hai người trước đã, rồi sau đó hãy tìm đến bãi biển. Cứ mỗi tối đến vòng chơi tiếp theo lại bắt đầu, anh bạn Chô ta đã bị thương nhưng không tham gia thì visa cũng hết hạn, mà không biết vòng chơi lần này cực kỳ nghiệt ngã, trên bàn là đầy đủ tất cả dụng cụ và vũ khí cận chiến, bên cạnh là 4 chiếc vòng phải đeo lên đầu, mọi người cũng nhanh chóng đeo kính thực thế ảo. Độ khó lần này là số 7, mà chất cơ là chất khốn nạn nhất trần đời, đó là trò phản bội đùa cợt tâm trí người khác. Xem chừng lần này quá là tệ rồi, trò chơi trốn tìm một người là sói và 3 người còn lại sẽ là cừu. Người bị sói tìm ra cũng sẽ trở thành sói, và ai là sói cuối cùng thì sẽ chiến thắng. Sau thời gian 15 phút thì vòng cổ của cừu sẽ phát nổ, nghĩa là vòng này sẽ chỉ có một người sống sót ra khỏi đây. Mà người làm sói đầu tiên là anh bạn què, thời gian bắt đầu đếm ngược 15 phút, mọi người nhìn sang người khác thì trên màn hình cũng đổi sói luôn. Đến khi sói chuyển sang cô gái thì cô ta lập tức bỏ chạy, bởi cô ta muốn chạy để sống một mình. Xuân tóc đỏ vội vàng đuổi theo, tóm được cô gái rồi hai người vật lộn. Đến khi nhìn vào mắt thì nó lại đổi sang, nhưng bà cô cũng không phải dạng vừa. Lấy đá đập vào gãy hết xương sườn của anh tóc đỏ, vừa hay lúc này Alice chạy đến nhìn vào thì sói lại chuyển sang, bà chị dâm đãng lập tức cầm dao đuổi tới, mà thời gian cũng chỉ còn 10 phút mà thôi. Chim sẻ nói rằng hãy cho anh vài phút, anh sẽ tìm ra cách cứu tất cả mọi người, nhưng bà chị ham sống sợ chết chỉ muốn mình được sống. Đúng lúc tiến đến chém thì Chô ta lao vào ghì đè cô gái, Alice bỏ chạy còn tóc đỏ cũng cầm dao đuổi theo.
Chim sẻ đang tìm mọi cách để mở cái vòng cổ, nhưng xem chừng không có cách nào. Bên này Xuân Tóc Đỏ nghĩ anh trốn nên tìm cướp lại bằng được. Alice định cắt vòng cổ nhưng sợ nó nổ nên thôi. Quả thực đối mặt với cái chết đã khiến lương tâm con người đi ngủ. Bạn bè từng nói sống chết có nhau mà giờ mạng ai người nấy giữ. Thời gian còn lại cũng chỉ là 5 phút đồng hồ. Tự dưng Alice nhớ lại kỷ niệm về ba thằng bạn. Những ký ức người bạn dường như đã chiến thắng nỗi sợ chết trong cả ba người. Anh quyết định rút khỏi trò chơi. Alice nói sẽ dành sự sống cho hai bạn, nhưng hai bạn kia lại cũng chả cần. Alice cứ thế đi tìm hoài khắp nơi không thấy. Chota đã kéo người phụ nữ vào phía trong, tóc đỏ cũng nằm phục xuống để Alice chạy qua nơi khác. Cứ thế Alice tìm kiếm trong vô vọng. Đã là bạn bè thì thằng nào sống mà chả được. Mày cứ sống tốt là bọn tao cũng vui rồi. Thời gian còn lại chỉ là 30 giây cuối. Cô gái cũng cảm động không muốn tranh giành nữa, nguyện ôm lấy Chota đến phút cuối cùng. Thời gian hết, chiếc vòng ba người lập tức phát nổ. Thật sự luật chơi nhiệt ngã đến mức cạn lời. Alice đau khổ gào thét tiếc nuối những người bạn thân nhất. Tại sao lại tạo ra cái trò chơi khốn nạn đến thế này? Phần 1 kết thúc với nhiều giang dở trước mắt. Nếu các bạn muốn thì mình sẽ review tiếp phần 2 nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.